Các căn hộ khác thì mình đã đi ra lối thoát hiểm ở đây. À đây, đây là các căn hộ khác quý vị nhá. Đây là cửa các con. Cửa các căn hộ khác để ra thoát hiểm. Mình không thể mở đâu. Này. Cái này rất bảo mật. Đây là cửa thoát hiểm. Đấy. Ok, nhưng mà chắc là chưa bao giờ cần phải thoát hiểm đúng rồi. Chắc là qua ra đấy hút thuốc là căng. Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Hồng Si. Và tôi đang đứng tại đường Đoàn Trần Nghiệp giao với Mark Đế tại một dự án bên kia, mọi người nhìn thấy không? Kia là Vincom Bà Triệu. Nhưng hôm nay chúng ta sẽ mua một căn hộ duplex ở một dự án ngay cạnh Vincom Bà Triệu. Đấy là dự án Hoàng Thành Tower của chủ đầu tư Hoàng Thành. Và hôm nay để tham gia cùng chương trình thì tôi sẽ pick một bạn chuyên viên của dự Hoàng Thành Tower. Thế là Tùng. Vâng, chào anh chú. Hôm nay rất hân hạnh gặp anh. Rồi, chào mọi người, đây là bạn Tùng, chuyên viên của Hoàng Thành Tower. Và hôm nay Housey và Tùng sẽ cùng giới thiệu với quý vị và các bạn một căn hộ duplex, Tùng nhỉ? Đúng rồi anh ạ. Trên tầng 19, tầng 19 của căn của dự án này. Em hỏi chút, anh vừa đi từ bên chỗ Đoàn Trần Nghiệp các bạn đúng không anh? Anh đi từ chỗ Đoàn Trần Nghiệp với Mark Đế. Vâng. Thế anh đi từ đấy anh có cảm nhận như nào anh? Thực ra cái vị trí này mà nói thì cũng là một vị trí quá trung tâm rồi Tùng nhỉ? Đúng rồi anh ạ. Đấy. Anh thấy thì nó ngay gần Vincom Bà Triệu này là một cái trong những cái dự án gần như đắt nhất ở Hà Nội đúng không? Em chỉ có một câu hỏi thôi. Cái cảm tưởng của anh là sử mà anh mua một căn hộ ở đây, xong anh đi xuống đi bộ dạo quanh phố phường, mua sắm, ăn uống mọi thứ, anh có thấy sôi động không? Thực ra anh có quen một một gọi là một đại gia thì không đúng mà gần một đại gia thì họ có cho rằng là ở trên phố cổ tuy nó hơi chật chội một chút, nó hơi thiếu tiện ích một chút, ví dụ như sân chơi của các chung cư, nhưng có một đặc điểm mà người dân Hà Nội không bao giờ thể thiếu được là những cái món ăn, những cái cửa hàng, những cái quán thời trang các thứ mà họ chỉ cần từ đây họ bước qua vài bước họ có thể sử dụng luôn. Đúng rồi. Tại vì cái chất lượng những cái cửa hàng đấy so với những cái kiểu Cầu Giấy hay là xa xa hơn là Hà Đông thì nó hoàn toàn khác biệt. Đúng với rồi. Chất lượng sinh hoạt. Anh nói đấy quá chuẩn rồi anh. Vâng. Em giới thiệu cho anh về tòa nhà này cho quý vị khán giả biết. Đây là tòa nhà Hoàng Thành, tên gọi là Hoàng Thành Tower. Tòa nhà này bao gồm là 21 tầng, trong đó có 3 tầng hầm, nằm tại 114 mét đế. Thì trước mắt mình là sảnh lễ tân anh. Đây, sảnh tòa nhà Hoàng Thành đây luôn. Em mời anh đi vào bên trong. Ok. Đây. Đây, em mời anh ngồi ghế đây. Wow, sảnh sang trọng nhỉ? Vâng, đây là khu vực đón tiếp khách hàng ấy. Cho cư dân họ ngồi đây cũng được. Tức là nếu mà mua căn hộ ở đây thì anh có thể tiếp khách ở đây đúng không? Đúng rồi anh. Cái chỗ là mình có thể tiếp khách hoặc là cho khách đến khi mà khách chờ mình. Ở đây có bể bơi hay dịch vụ chung gì không? Có, ở tầng 6. Tầng 6 có bể bơi. Tầng 6, tại đó em sẽ dẫn anh lên có tiện ích. Ok. Thứ ở trên đấy sẽ có bể bơi, phòng tập gym. Giá ở đây thì nó khoảng bao nhiêu? Dao động khoảng từ 85 cho đến khoảng 95 triệu một mét. Thế thì em phải hôm nay là phải làm giá tốt cho anh với khán giả cái căn hộ hôm nay. Vâng, em bán nhá. Vâng, thế thì bây giờ mình sẽ đi qua xem một phòng ở sảnh lễ tân này, xong rồi mình sẽ đi lên luôn căn hộ. Đây, okay. Em mời anh đi luôn. Ok. Xin mời mọi người. Đây là sảnh lễ tân đấy. Lễ tân xinh thế nhỉ? Các bạn xinh á. Xinh mà lễ phép nhỉ? Vâng. Đây là khu vực thang máy, thì tòa này sẽ bao gồm 4 thang máy. Mà tuy nhiên là mật độ cư dân ở đây thì rất là ít. Tổng số là 183 căn hộ. Nhưng mà một số căn thì anh cũng biết là ở khu vực VIP này họ muốn sở hữu căn hộ rất là rộng. Thì nên họ một số căn nó sẽ đập thông vào. Nên số lượng cư dân ở đây cũng sẽ bị ít lại, có nghĩa căn hộ sẽ ít lại đấy. Đấy, là như thế. Anh vào thang máy thấy thế nào? Có thấy mát lạnh không? Wow. Thế ra anh đi nhiều thang máy rồi. Vâng. Cũng mát rồi. Nhưng mà vừa mát vừa êm. Thang máy này nó như kiểu có điều hòa. Mà nó hơi lạnh. Chắc phải mang lần sau phải mang mặc áo bảo ấm bảo. Đấy, áo ấm. Vâng. Chết, không run. Đây thì tiện ích sẽ nằm ở tầng 6A anh nhá. 6A anh em mình ra đây. Ở bên tay phải mình sẽ là một cái phòng cộng đồng. Ừ. Đây là sẽ là chỗ. Thôi cho anh vào luôn cái đây. Bể bơi đi. Đấy. Đấy. Đây là khu vực bể bơi. Đây, cho anh vào luôn. Đấy. Đẹp chưa? Cái này là mình mua vé đúng không? Vâng. Mình đăng ký ở đây thôi. Được cư dân có phải miễn phí không nhỉ? Cư dân thì vẫn phải, đây là dịch vụ bên thứ ba cung cấp. À. Thì cư dân họ có thể trả tiền nhưng mà bù lại thì cư dân sẽ được ưu đãi giá tốt hơn. À. Vâng. Đây thì mình có thể xem qua một chút thôi, tại vì đây wow. Khu vực cũng là kín đáo, riêng tư. Đấy, thì mình có
ngó qua một chút đấy. Ok, vâng. Thực ra là cũng xin phép mọi người, đây là khu vực kín đáo nên chúng ta sẽ lia qua là vâng. Đi quan trọng nhất là nhân vật chính ngày hôm nay đúng không? Vâng, là lên căn hộ của mình. Ờ, cùng dẫn anh lên căn hộ đi. Anh em tôi đã có mặt trên căn hộ đây. Và hôm nay thì tôi sẽ nhờ em Tùng chỉ cho chúng ta xem là cái căn hộ này có đáng để mua hay không. Một cái căn hộ mà trung tâm Hà Nội nhờ Tùng nhỉ? Đúng rồi anh ạ. Đấy, trung tâm Hà Nội ngay mặt phố Mai Hắc Đế. Căn này là diện tích bao nhiêu Tùng? Căn này diện tích là 116m2 ạ. 116 là cả tầng trên cả tầng dưới ạ? Đúng rồi, bao gồm cả hai tầng. Thì sàn mặt dưới sẽ là 66m, ở trên sẽ là 50m. Ban công là hướng nào? Ban công là hướng đông nam ạ. Còn Hoàng Thành này còn nhiều căn chuyển nhượng lại như căn này không? Hiện tại thì nếu mà anh biết thì Hoàng Thành gần như là số lượng chuyển nhượng rất là ít. Tại vì đa phần là cái tập khách ở trên này họ cũng rất là vip rồi. Họ đã mua để sở hữu một căn mình ở vị trí trên phố rồi. Đấy. Thì họ không có nhu cầu để họ chuyển nhượng lại. Anh cũng phải tính nếu ở mặt bằng ở trên phố hiện tại thì đếm trên đầu ngón tay cũng chỉ có một số tòa cao cấp thôi. Ví dụ như Hoàng Thành ở đây này, bên cạnh mình là Vincom Bà Triệu này, Vincom Bà Triệu. Trên nữa là Pacific. Pacific. Đấy, còn sát nữa ở đây là mới thêm một tòa HDI. Xa nữa thì có Sun ở Thụy Khuê thì nó hơi xa. Hơi xa đúng không? Vâng. Thế nếu mà nói về mặt bằng trên phố thì gần như là tòa này gần như là xuất sắc nhất rồi của Hà Nội mình. Nếu mà so mặt bằng chung ấy, hiện tại thì bây giờ khu mặt bằng tòa Hoàng Thành này sẽ có giá dao động từ khoảng 85 cho đến khoảng 95 triệu một mét. 85 triệu đến 95 triệu một mét quý vị nhé. Đúng rồi. Thế căn này thì bao nhiêu em? Căn này hiện tại thì đối với chủ nhà thì họ cũng đang cần một số tiền. Họ đang muốn bán sớm căn này nên họ đã để giá rất rẻ. Đấy. Thì như hiện tại thì chủ nhà cũng đã trao đổi với em thì họ đang muốn chào giá là 9 tỷ cho căn này. Gọi là giá Covid đúng không? Đúng rồi, giá mùa Covid anh ạ. Thực tự nói đấy, với quý vị. Nếu mà 9 tỷ thì anh cứ chia 116m thì tính ra nó khoảng hơn 70 triệu mét thôi. Thực tế là quá rẻ luôn. Hơn 70 triệu mà có một căn hộ chung cư duplex, một chung cư cao cấp trong nội thành thì rất là hợp lý. Ok, thế thì Tùng chỉ cho anh xem cái không gian ở đây như thế nào. Ở đây là có mấy phòng ngủ em nhỉ? Ở đây căn này sẽ sở hữu 2 phòng ngủ thì khoảng tầng 1 là mình sẽ bao gồm phòng khách và phòng bếp. Lên tầng 2 là sẽ là 2 cái phòng ngủ và một lối cửa ra là thoát hiểm. Riêng đối với căn duplex thì mình có một lối thoát hiểm riêng. Đấy, anh đi vào thì anh thấy rất là ấn tượng với cái cửa này nhá. Bởi vì cảm giác rất là chắc chắn đúng không? Chắc chắn. Nó bằng gỗ tự nhiên và ba lớp chống cháy ạ. Chống khói, chống cháy. Cái khóa này là khóa cho chủ nhà tự lắp à? Hay là khóa này là bán ra theo đúng của chủ đầu tư. Jail đúng không? Vâng, anh. Hãng này cũng là hãng xịn. Nổi tiếng ấy. Nhìn chất nhỉ? Vâng, rất là chắc chắn luôn anh. Ok. Hệ thống điều hòa đây anh có quan sát là điều âm trần hết. Toàn bộ là hệ thống âm trần hết đấy. Vâng. Mát. Vào đây là khu phòng khách, đây là phòng bếp đấy. Rồi ok. Vâng. Cho mọi người xem cái không gian của phòng khách. Phòng khách ở đây thì anh thấy thiết kế là kiểu ở đây sẽ là bàn giao là gỗ. Gỗ này là gỗ dáng hương. Đây là sàn gỗ dáng hương thiết kế hình vân cá quý vị nhá. Cái này là bàn giao theo chủ sàn gỗ theo chủ đầu tư. Đúng rồi, theo chủ đầu tư thôi anh. Còn ngay cả những cái đồ vật hiện tại mà chủ nhà họ trước đây họ ở ấy thì họ cũng là nguyên bản của chủ đầu tư thôi. Họ không trang trí thay thêm gì cả. Ok, chúng ta sẽ có một không gian ở đây, không gian bếp và có một phòng vệ sinh chung. Vâng. Ở riêng ở cái tầng 1 này thì mình sẽ có hai cái nhà kho để mình để đồ. Nhà kho đâu em? Là một kho ở ngay gần cửa đấy. À đây này. Chúng ta sẽ có một cái nhà kho ở đây. Đây, ngay dưới lối cầu thang đây. Mình có thể để đồ vào đây rất là gọn. Bình thường nếu mà cái nhà nào mà diện tích nhỏ ấy, hay tận dụng nhà kho này đúng làm kiểu vệ sinh cái thứ. Đây, thêm nữa là một cái nhà kho bên này nữa, ở ngay khu vực phòng bếp. Nhà kho này sẽ rộng hơn một chút. Nói chung nhà giàu mà, chắc chắn là lắm đồ rồi. Để có đây kho là phải để. Thì đây là không gian phần phòng khách phòng bếp đây. Wow, không gian phòng bếp quý vị chú ý nhá. Thì chúng ta sẽ có một cái bàn đảo đây này. Bàn đảo và một khu vực bếp. Vâng. Thực ra với cái những cái căn hộ sang trọng ấy thì anh rất thích cái bàn đảo ấy đúng không ạ? Bởi vì là quan trọng chứ anh. Bàn đảo rất là quan trọng. Nhưng mà anh phải đánh giá anh nhìn cái phần hệ tủ bếp này. Anh nhìn thấy có sướng mắt mắt không? Sướng nhá.
Chỗ này mà chỗ mà rửa bát thì đúng là tuyệt vời, rộng rãi. Thứ nhất là cái bồn rửa bát rất rộng, nhưng mà cái thứ hai quan trọng hơn ấy là cái mặt này anh thấy nó mà làm bằng một chất liệu gì đấy nó rất là sang, nó không giống cái mặt đá bình thường. Cái này anh có bôi bẩn lên anh lau rồi cũng phát là hết sạch. Cái này là hình như là toàn bộ bộ là nhập nguyên khối từ Nhật. Nguyên khối từ Nhật. Và họ bê về họ đặt vào. À. Ở cái không gian bếp này, mình có một khoảng sáng này để thoát mùi thoát khí này. Ô hay nhỉ? Cái này khá là hay. Đi thông ra cả lối ban công phía trước. Này mời quý vị ra xem. Đây cho mọi người xem một cái view ở đây. View ở đây thực ra là ban đầu thì anh có cảm giác hơi bí, nhưng mà khi mà ra đây thì anh lại thấy là nó cũng khá ổn đấy chứ. Vâng. Đây là hướng ra chỗ Thái Phiên đấy, bên cạnh mình là Vincom đấy. À kia là Thái Phiên Vincom đúng không? Vâng, đường Thái Phiên đấy. Chúng ta sẽ anh muốn xem tầng trên đi. Lên tầng trên đi. À trước khi đi tầng trên thì anh ở đây em giới thiệu thêm một cái nữa là cái phòng khách ấy. Thì do là căn duplex nên mình sẽ có khoảng thông tầng này. Cái phần này nếu mà mình có thể treo đèn chùm lên thì rất là đẹp. Tại sao chủ nhà không treo đèn chùm lên cho nó đỉnh nhỉ? Tại vì họ gần như là họ cũng ít khi ở đây. Ít khi gần ở như đây. Căn này họ ít khi ở. Ơi mời anh lên tầng 2. Ok, mời mọi người lên tầng 2 với anh em tôi. Cầu thang này là bằng gỗ hả em? Vâng, gỗ tự nhiên anh ạ. Đây là cửa gì đây? Đây là một lối ra của thoát hiểm. Riêng căn đắp bếp thì mình có thêm cái lối này. Đây là các căn hộ khác thì mình sẽ đi ra lối thoát hiểm ở đây. Đây là các căn hộ khác quý vị nhá. Đây là cửa. Cửa các căn hộ khác để ra thoát hiểm. Mình không thể mở đâu. Cái này rất bảo mật đấy. Đây là cửa thoát hiểm. Ok, nhưng mà chắc là chưa bao giờ thoát ơi, cần phải thoát hiểm. Đúng rồi. Chắc là qua ra đấy hút thuốc là căng. Ok, cái này hay nhỉ? Cái này nó sẽ là thiết bị an ninh tích hợp ở dưới tầng video ở sảnh lễ tân ấy. Nếu mà khi nào có khách khứa mà muốn mà báo gặp trực tiếp. Nhưng mà ưu điểm ở cái là ở cái tòa này ấy, thì đã có lễ tân ở dưới rồi. Nếu mà có nhu cầu mà khách khứa thì mình có thể đăng ký lễ tân ở dưới trước. Hoặc là có khi là chỉ cần khách đến mà không báo trước anh ra thì sẽ có lễ tân gọi điện lên lại cho mình hoặc số di động hoặc như nào đấy, nếu mình trường hợp mình không có nhà hay như nào. Đấy là tùy thuộc vào nhu cầu của mình thôi. Đây là phòng ngủ phụ đúng không? Vâng, đây phòng ngủ phụ anh ạ. Ok. Cái thiết kế nội thất nó khá là tông với bên dưới em nhỉ? Vâng, tại vì đây là thực ra là đồ cơ bản thôi. Nếu mà làm nội thất đẹp hơn một chút thì căn hộ sẽ khác hẳn. Thực ra kiểu anh đây là gần như anh không ở đây. Anh chủ nhà anh không ở đây nên thế đồ cũng chỉ cần đơn giản này thôi. Trên tầng 2 mình sẽ có một phòng vệ sinh chung đúng không? Không, đây là phòng vệ sinh của cái phòng ngủ bên này. Ok. Có nghĩa tách biệt ra, mỗi phòng có một vệ sinh. Tổng cộng là căn này có 3 phòng vệ sinh tất cả. Một phòng vệ sinh tầng khách. Đấy là 2 ngủ 3 vệ sinh à? Đúng rồi. Đúng rồi. Thế là cái dự án nó có được như thế không? Chưa thấy cái dự án nào mà có 3 ngủ, thường là chỉ có 3 ngủ 2 vệ sinh thôi. Đây là phòng master đây. Master bao gồm phòng ngủ và phòng vệ sinh bên này. Cái này rộng khoảng bao nhiêu mét đây? Cái phòng ngủ master này. Cái này thì nó sẽ khoảng tầm 17-18 mét. 18 mét à? Đúng là bạn Tùng là chuyên gia của khu Hoàng Thành này. Đấy, quý vị và các bạn mà gặp Housey và gặp Tùng đây. Thực ra em Tùng là một team của tôi, là một người sẽ dẫn quý vị và các bạn xem trực tiếp căn hộ này. Đấy, và xem trực tiếp quan tâm. Đây, còn phòng tắm. Ôi, phòng tắm mà hai anh em mình vào đây review mà trông cũng bán nhỉ? Vẫn đứng nhỉ? Vâng. Đấy, vừa rồi thì anh em tôi vừa dẫn quý vị và các bạn đi tham quan cũng như là giới thiệu cho quý vị và các bạn một căn hộ cao cấp, căn duplex nằm tại tầng 19 tòa Hoàng Thành đang bán với giá là 9 tỷ với 116m2 cùng nhà. Đúng rồi. Đấy, nếu quý vị và các bạn có nhu cầu tìm hiểu cái căn hộ này và muốn mua lại thì hãy liên hệ với Housey, với tôi và Tùng để chúng tôi có thể dẫn quý vị và các bạn đi xem thực tế, bởi vì thực ra trải nghiệm thực tế bao giờ cũng ngon hơn chúng ta xem qua video rất nhiều. Tất cả những thứ đều phải trải nghiệm thực tế, lên xem tận nơi tận mắt vào mua. Và với cái kiến thức và những cái thông tin mà Housey và Tùng đang có thì chắc chắn là sẽ đưa cho quý vị và các bạn những cái lựa chọn mà thông minh và sáng suốt nhất, bởi vì thực ra cái giá mà chúng tôi vừa nói đây là những cái giá quá tốt của chủ nhà rồi, không có trên một cái website nào đang có cả. Cũng cảm ơn quý vị và các bạn đã xem hết clip, hãy liên hệ và đăng ký kênh Housey để có thể cập nhật thông tin cũng như là xem được những clip sắp tới. Xin chào và hẹn gặp lại.